Vâng, xin chào anh em. Hôm nay thì Cường sẽ hướng dẫn anh em test cái con Hyundai V6GA này trên cái máy FKVSD. Đầu tiên là Cường kết nối cục VCI vào OBD2 này ha. Cái vấn đề thứ hai là Cường kiểm tra cho Ken 2, Ken Low và Dương mát xem ok chưa. Ok rồi. Tiếp theo nữa thì Cường sẽ vào cái tính năng chẩn đoán. Cường vào chọn cái dòng Hyundai nhá. Cái xe này thì anh em đang sửa cho nên là Cường cũng chọn qua để test ra để hỗ trợ anh em thôi. Đó, Hyundai Jackbird. Cái con này là Hyundai 120 đời 2015 D6GA này ha. Cường sẽ chọn động cơ này. Tốc độ quét thì siêu nhanh luôn. Đó, ở trong này nó có thông tin của hộp ECU này. Anh em muốn kiểm tra cái hộp ECU thì anh em vào đây. Mã hộp này, thông tin hộp này, vân vân, số pin. Còn anh em muốn đọc lỗi thì anh em vào đây. Rig phong code thì xe thì nó không có lỗi rồi. Còn anh em muốn xóa lỗi thì anh em sẽ vào đây. Chìa khóa on, động cơ off, ok là được ha. Đó. Anh em muốn xem dữ liệu đồng, tất cả những cái dữ liệu trên xe thì anh em vào đây ha. Ở trong này nó có vòng tua máy này, nhiệt độ khí nạp, nhiệt độ khí nạp này, nhiệt độ nước làm mát động cơ này, vân vân. Đó. Cái vấn đề thứ tư nữa là anh em kích hoạt. Ở trong này nó có kích hoạt mà kim phun, kích hoạt van EGR, kích hoạt phanh khi xạ. Đó. Ở trong này cái vấn đề là tính năng nâng cao, thì ở trong cái tính năng nâng cao thì có tính năng nhập mạc kim phun này, rồi cài đặt lại thông số, một số cái thông số trên xe đó, mình menu mình chọn, ví dụ như cài đặt là cài đặt cái tốc độ giới hạn của xe chẳng hạn đấy, nó 110 km/h vân vân. Thì những cái tính năng này thì Cường cũng hay chia sẻ ở trên cái kênh của Cường. Thì hôm nay thì Cường chỉ là hướng dẫn cho anh em là test cái con xe FK thôi. Cái xe này là hết lỗi rồi, anh em làm xong ok rồi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you.